hạnh phúc lan xa, duyên tình bên ta. Mời bạn đón xem Duyên đến người một nhà, tôi là Trương Nhã Đình. Trên đường phố Đàm Thủy với nhà hàng Anh Quốc này, đầu bếp là một cô gái Anh Quốc trẻ tuổi tên là Amy. Chị tốt nghiệp học viện ngành ăn uống vì để giúp người chồng Đài Loan thực hiện ước mơ sáng nghiệp. Chị phát huy tay nghề về nấu nướng, thiết kế món ăn, mang hương vị quê hương lưu lại Đài Loan. Gần đây, Amy thường lên TV, chương trình ẩm thực. Chúng tôi mời bạn đến xem cô gái Anh Quốc rất yêu Đài Loan này. Với cách bài trí đầy phong cách Anh Quốc và thêm một cô gái Anh Quốc rất dễ thương, đây là hàng nhỏ của Amy tại Đàm Thủy. Đừng thấy vậy nhé, khi chị mặc áo đầu bếp vào thì lập tức triển hiện tay nghề nấu ăn giỏi của chị. Bây giờ thì các khoai tây nè, chúng ta không nên cắt quá nhỏ. Tôi thấy cách cắt của chị nhanh nhẹn lắm. Lúc đầu chị bán sữa sùi bọt và khoai tây ở bên đường khu công quán, Amy ban ngày dạy tiếng Anh, ban đêm cùng chồng đến chợ đêm mở hàng bán. Sau một năm để dành tiền mới đến Đàm Thủy mở nhà hàng, chị mang hương vị quê nhà của mẹ đến với Đài Loan. Lúc đó thì anh ấy không biết nói tiếng Anh, tôi thì không biết tiếng Hoa, cho nên điều cứ như vậy là yes no vậy thôi đó. Nói đến tình yêu, ngôn ngữ không thành vấn đề, hai người trở về đất nước của mình dùng email truyền đạt tình cảm. Nửa năm sau, chồng chị bay đến Anh Quốc sau 10 tháng, anh cầu hôn chị trên đường phố nhộn nhịp của Anh Quốc. Chỉ đơn giản thế thôi, Amy trở thành nàng dâu Đài Loan, Amy rời xa Anh Quốc, nhưng lại mang theo cái lò nướng Anh Quốc và tay nghề nấu nướng giỏi đến Đài Loan định cư. Chị sắp cùng chồng trải qua mùa trung thu thứ 3. Năm nay chị muốn làm bánh trung thu đậu Hà Lan, mang đậu Hà Lan quê hương nhồi vào bánh Đài Loan. Nhưng đây là món bánh đặc sản của riêng tiệm, chị để dành cho chồng thưởng thức thôi.